Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay thì đã diễn ra các trận đấu của vòng 5 FA Cup. Trận đấu nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ đó là cuộc so tài của Bristol City với Manchester City. Ở trận đấu này thì trước đối thủ yếu hơn và thi đấu ở dưới hạng dưới thì Manchester City đã ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã cho một số cầu thủ dự bị vào sân thi đấu. Mặc dù vậy thì Manchester City vẫn nắm thế chủ động và có được cái thế trận tốt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và chỉ sau 7 phút bóng lăn thì Manchester City đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Phil Foden sau đường chuyền của Mares. Mặc dù có bàn thắng dẫn trước từ sớm, tuy nhiên thì Manchester City đã gặp rất nhiều khó khăn ở khoảng thời gian sau đó khi mà đội chủ nhà chơi rất là quyết liệt và rất là quyết tâm. Điều đó đến phút thứ 74 của trận đấu thì Phil Foden mới lần thứ hai chọc thủng lưới được đội chủ nhà để mà giúp Manchester City dẫn trước 2-0. Sau khi có bàn nâng tỷ số lên 2-0 rồi thì Manchester City thi đấu thoải mái hơn. Trong khi đó thì bên kia trên tuyến đội chủ nhà Bristol City đã bị mất tinh thần mà họ đã thi đấu không tốt trong khoảng thời gian còn lại. Và đó là lý do mà đến phút 81 của trận đấu Kevin Reiner đã có bàn thắng thứ 3 cho Manchester City. Ở khoảng thời gian của trận đấu thì hai đội đã chơi với cái thái độ nó không thực sự quyết liệt như thời gian trước đó nữa. Tất nhiên vẫn có những cái pha bóng mà quyết liệt, đặc biệt là cái tình huống ở phút 87 khi mà Jose William với Bernardo Silva phạm lỗi với nhau và lao vào nhau ăn thua, khiến cho mỗi người nhận một thẻ vàng. Chung cuộc thì Manchester City giành chiến thắng 3-0 trước Bristol City để mà ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Theo lịch thi đấu của FA Cup thì đêm nay và rạng sáng mai sẽ ra các trận đấu còn lại. Đó là các trận đấu đặc biệt nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ, đó là hai trận đấu giữa Manchester City với West Ham và Sheffield với Tottenham. Ở trận đấu giữa Manchester United với West Ham thì Manchester United được đánh giá cao hơn. Ngoài ra thì Quỷ Đỏ lại có lợi thế sân nhà nữa. Trong thời gian gần đây thì phong độ của Manchester United cũng rất là cao. Sau cái chiến thắng trước Newcastle United để mà giành League Cup thì Manchester United đang tràn trề cơ hội ăn 4 ở mùa giải năm nay. Và cái chiếc cúp FA Cup là chiếc cúp mà cơ hội để mà Manchester United giành chiến thắng là cũng không hề nhỏ đâu. Tuy nhiên thì đối đầu với West Ham ở cái thời điểm hiện tại là cũng không hề dễ, khi mà West Ham đang cố gắng để mà tìm kiếm cái danh hiệu. Đặc biệt là ở mùa giải hôm nay West Ham chơi không thực sự tốt như mùa giải trước. Hiện tại thì West Ham đang có phong độ không thực sự tốt, nhưng mà Manchester United không được phép chủ quan, bởi vì ở những cái thời điểm quan trọng thì những trận đấu quan trọng, trận đánh quan trọng với các đối thủ lớn thì West Ham luôn biết cách để gây ra khó khăn cho đối thủ của mình. Trận đấu còn lại thì Tottenham được đánh giá cao hơn, mặc dù phải làm khách, nhưng mà với cái phong độ như thời điểm hiện tại và chất lượng đội hình hiện tại thì rất khó để mà Tottenham đánh rơi và đánh mất mình ở trận đấu này. Mình nghĩ rằng Tottenham và Manchester United nếu như chơi đúng phong độ thì sẽ có vé đi tiếp vào cái vòng đấu tiếp theo của FA Cup. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả cũng như dự đoán tỷ số của hai trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.